Ê, mai cái trò vào bia. Có gì ngon không? Đủ cá, không thiếu thứ gì. Thế cho nướng cho con mực nhá. Mới gọi ship cho cần chó hấp. Con bảo nó thái cho miếng nằm. Ây da, hai thầy trò chúng mánh gì mà gọi to thế? Ơ cái thằng Không này, mới đầu tháng đi ăn đi chó mới ăn mực. Để đen cả tháng à, bỏ chó đi. 2 triệu ăn sao hết được đại ca. Thế được rồi, thế thằng nào gọi thằng trả tiền. Thế thôi thôi thôi, bỏ chó. Cho đĩa lạc đi, đại ca cho con giả cày rồi. Lạc thôi, lấy bia nhá. Bia, ô cái thằng này. Mày đoán chuẩn phết nhỉ. Ô, hôm nay là con Liên nó nấu giả cày cho tao chứ. Này chính là cái món giả cày thì nhậu rồi cho phết. Ôi trời ơi, ai cũng cầm tài liệu phòng thi như thầy trò như ông thì quán xá chết đói à. Ông yên tâm, riêng đề hôm nay mà nó nổ có 5-6 nhá. Nhá, tôi đảm bảo tôi bao quán cả tuần luôn. Chỉ rồi phép. À này, con Liên thì ông tí tuổi mà đã nhảy ổ rồi nhỉ. Ông tuyên truyền lung tung thế sao con nhà ông mắt xanh mỏ đỏ đi hết thằng nọ thằng kia. Thế sao ông không tuyên truyền, ông cứ tuyên truyền con nhà tôi làm gì. Ông nói thế để mắc tiếng con tôi. Con tôi nó chuẩn bị thi đại học ấy. Mẹ, đại học với đại học. Sáng nay ấy tôi thấy nó với thằng xe ôm bên kép ôm nhau phóng xe vườn cấp bằng nhá. Này, không cẩn thận ấy, ấy bụng ra có mà đẹp mặt. Ôi giời, bọn trai mình kép sủi không chơi được đâu. Đúng. Vừa tinh tướng, vừa mất dạy. Em Liên mà muốn bập bênh ấy, đại ca cứ gả cho cháu. Gả cho cháu. Này, riêng con Liên nhá, thằng nào mà muốn dòm ngó con Liên nhà tao nhá, là phải có nhà lầu, phải có xe hơi. Mà tao xe ok luôn 3 tỷ. Đèo mẹ, chỉ được cái tinh tướng. Cái thằng gáy ò con Liên nhà ông ấy trông không khác gì thằng đánh bảng gà nhá. Thế mà con Liên nhà ông kêu được cục tạc tạc vừa đau vừa rác, mẹ. Này, con gái con đứa ăn mặc như cửa chuồng. Ông bảo ai con nhà ai ăn mặc như cửa chuồng? Con Liên nhà ông ấy. Tôi nói cho ông biết nhá, con Liên nhà tôi nhá, nó có cửa chuồng nhá, nó có ăn mặc như cửa chuồng mà nó có cửa chuồng không liên quan đến ông nhá. Nó cửa chuồng cái gì liên quan đến ông? Ông cứ nói lăng nhăng, ông lôm côm tôi cho ông cốc bia vào mặt ấy. Ông giỏi ông cho đi. Tôi nói con Liên nhà ông nó ăn mặc như cởi chuồng, chứ không bảo là nó cởi chuồng. Mà nó cởi chuồng thì chính mồm ông bảo ấy nhá. Đấy là sự thật. Tao nói sự thật còn cau ấy nhỉ. Này, ai bảo ông là con Liên nhà tôi nó cởi chuồng? Ông bảo đấy. Ông nói lại tôi xem nào. Ông bảo, ai bảo con Liên nhà tôi nó cởi chuồng? Mồm ông vừa nói xong đi. Thằng khọ già là nhận tao hắt cũng bìa mặt mà đem rồi bán đi. Này, bán đi. Mày thách tao, đi. Mày thách tao. Anh em bỏ ra. Đúng mẹ cái thằng Lạc kia nhá, thằng Lạc bị vợ bỏ nhá, để con gái đi làm đĩ không dạy được, bố mày cảnh báo cho lại còn tinh thương. Mày bỏ ra, Ôi rồi. Thằng Lạc nó chạy chưa? Chạy rồi. Mày làm chứng cho tao là thằng Lạc thua rồi nhá. Nhá, nhớ nhá. Rồi. Tao đãi bia. Anh này. Nếu như mà em đỗ đại học ấy, thì anh có đợi được em 4 năm không? Tưởng gì, 4 năm chứ 40 năm anh vẫn đợi được. Em cứ học đi, anh sẽ chu cấp cho em. Nhớ nhá. Tại vì em tính học xong đại học, em còn học lên thạc sĩ này, thạc sĩ xong phó tiến sĩ, rồi tiến sĩ. Nếu như mà có kinh tế em sẽ đi nước ngoài tu nghiệp để học thêm phó giáo sư nữa. Ui, này, sao tham vọng của em lớn thế? Theo anh nhá, đàn bà con gái á, chỉ cần học hết cấp 3, biết đọc này, biết viết này, biết tính toán, thế là được. Sau đó lấy chồng, đẻ con, thế là xong. Đúng là người ta bảo anh là hiệp chém gió cũng chẳng sai. Bảo đợi người ta 40 năm cũng đợi được. Bây giờ bàn học có 20 năm mà đã bàn lùi rồi. Đấy chỉ là ý kiến của anh thôi mà. Chứ nếu bây giờ em đi học, anh vẫn sẽ ủng hộ và anh sẽ chu cấp cho em mà. Thật nhá. Thế nhưng mà nếu anh đang thất nghiệp này thì anh lấy gì nuôi em? Anh sẽ chạy shipper, mỗi tháng chu cấp cho em 5 triệu là được chứ gì. Nhưng mà bây giờ em muốn học thạc sĩ thì sao? Thì lúc đó anh sẽ lái xe khách đường dài, mỗi tháng chu cấp cho em 10 triệu là được chứ gì. Thế còn tiến sĩ cũng tốn kém đấy. Lúc ấy anh lại lái máy bay. Thế còn nếu em muốn đi nước ngoài tu nghiệp để học phó giáo sư thì sao? Tóm lại là mỗi tháng anh phải chu cấp cho em bao nhiêu tiền thì đủ nhỉ?
Thực ra là em cũng chả biết nữa, nhưng mà mỗi năm mà cũng tầm tiền tỷ đấy. Ủa, thế thì anh vẫn sẽ lái máy bay, nhưng mà lái máy bay bà già. Lái máy bay bà già là sao nhỉ? Tức là ví dụ nhá, năm anh 26 tuổi, anh sẽ phải lái một bà 62 tuổi, một bà thật là giàu, thật nhiều tiền thì anh mới đủ tiền chu cấp cho em chứ. Ừ, đồ đều. Thôi mà, anh đùa đấy. Đại ca, đại ca, bọn ca bây giờ nó liều thật. Làm ăn giữa thanh niên bạch nhật, làm chó có đưa nở nó hành nghề tầm này. Đại ca nhìn kìa, nó đang hành nghề giữa ban ngày ban mặt kìa. Ôi trời. Giống con Liên nhà tao nhỉ? Ô, thế hóa ra lão nhận định đúng à? Thì mẹ mồm đi! Mày đi mà nhận cái thằng hậu môn làm đại ca! Nhận định! Chết mẹ! Hóa ra con Liên nhà tao thật mày ạ! Tệ thật! Ôi giời! Con Liên! Mày giỏi nhá! Mày giỏi nhá. Dạ. Hả? Chào chú ạ. Tao không cần mày chào. Ui giời, lại là mày à? Ui giời ơi. Con Liên, đi về ngay, đi về nhà bố nói chuyện với con. Bố, anh Hiệp là người tốt mà bố. Tốt? Người tốt cái gì? Tao nhìn cái bản mặt nó, tao biết là nó là người đẻo rồi. Này, người tốt gì mà đi cái xe như cái thằng lái chó thế này mà mày bảo người tốt à? Đi về. Kìa bố. Mày nhá, không thích học nữa mà mày thích lấy chồng nhá. Bố sẽ lấy chồng cho mày, nhưng mà không phải thằng này nhá. Bố sẽ lấy cho mày thằng nó có nhà lầu xe hơi đàng hoàng nhá. Ơ, tao. Tao biết rồi. Mày đưa chìa khóa xe của mày đây để tao về nhà cho nhanh. Ừ, xe cháu làm đếch như có khóa. Bác lên bác giậm nổ phát. La đi. Mà bác cứ đi trước đi. Tí cho đi sâu mà. Con Liên đi về. Đi về. Lấy xe đi. Có ngồi được không? Được. Cẩn thận đi cọc cái nào ơi. Ê Eku, trả anh ra công trình phát. Hết bao tiền anh trả? 50 nhá. Tôi có phải bu lông đâu mà gọi Eku. Với lại tôi không phải xe ôm. À, cái thằng này náo nhỉ. Mày có biết tao là ai không? Tao là đệ tử ruột của thằng bố con Liên đấy. Mày có tin là tao tháo dỡ ngay cái cuộc tình ngang trái của mày với con Liên trong vòng một nốt nhạc không? Hả? Tròn 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 đô, tròn 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 đô, nhê 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 nhê. Mày thích nốt nào? Thôi, anh xin lỗi. Anh đùa tí mà. Thôi mày chở anh ra công trình đi. Lát anh PR mày vì lão lạc. Chẳng may ý, ông ấy đổi ý, ông cho mày cục tác với con Liên thì làm sao? À... Thế hôm nào anh giúp em nói với bác Lạc vài câu nhá. Yên tâm, to nốt nữa là cái nghề của anh rồi. Thôi chờ anh ra đi. Dạ, anh lên xe đi em chờ. Nào. Ôi làng nước ơi, ôi làng nước ơi. Thằng này nó đi con xe cà tàng rồi, tàn gái xinh. Ôi trời ơi. Thôi mày xuống đi, mày xuống đi. Đánh sửa cho. Xuống. Sửa cho. Đấy đấy. Đấy ạ. Đấy. Đấy đi. Ôi anh ơi. Anh ơi, con em anh ơi. Đi luôn à? Ê con Liên. Bố làm con tía thì bắn tim ra ngoài đấy. Đêm hôm mày lò mò đêm gì đấy? Mày rình bố à? À, con đi ra ngoài khóa cổng. Gớm, con gái bố hôm nay thì chịu khó đột xuất thế à? Nay đi khóa cổng cả cho bố cái đấy. Vâng, bố đi vào đi ngủ đi, muộn rồi, mai còn đi làm sớm. Ừ, thì bố định rửa chè xong rồi bố ra bố khóa cổng. Thôi bây giờ con ra con khóa cho bố đi nhá. Vâng. Ừ, mà này bố dặn nhá, khóa cổng xong đi vào ngủ nhá. Từ bây giờ trở đi nha, bố không đồng ý là con ôn thi nó quá khuya đâu, mệt lắm.
Năm nay mà chị không thi được đại học ấy, thì cũng không không sao cả. Bố cho chị nhà đi lấy chồng. À. Bố yên tâm, con sẽ cố gắng có một tương lai tốt cho bố đỡ vất vả. Muộn rồi, bố đi vào đi ngủ đi ạ. Thôi, bố vào bố đun nước, bố đi ngủ luôn đây. Vâng. Nhá. Bố đi vào ngủ đi. Ôi. Thôi được rồi, không phải sủa nữa. Thôi được rồi. Tại con chó nhà em nó cứ cãi nhau với anh. Mà này, sao em làm gì mà ra lâu thế? Để anh sủa ra hết cả cổ họng. May quá, nãy định ra ngoài thì thấy bố em cũng ra ngoài khóa cổng. Mà tình hình lại căng lắm anh ạ. Căng à? Căng thế nào em nói đi, để anh cho trùng xuống. Bố em á, quay ngoắt 180 độ, giờ lại không khuyến khích đi học nữa, mà lại bảo em đi lấy chồng. Ôi thôi, thế thì tốt quá. Ý của bố em lại trùng ý của anh. Hay là anh bảo ông bảo bố sang nói chuyện với bố em nhé. Chết, không được. Bố em vẫn dứt khoát là lấy ai cũng được, mà trừ anh ra. Nhưng mà anh có làm gì với bố em đâu mà bố em ác cảm với anh thế nhỉ? Thực ra là bố em không ác cảm với anh, mà chỉ ác cảm với hoàn cảnh gia đình của anh thôi. Gia đình anh có lăng bạ chửi bới hay là xỉ báng thì bố em đâu. Mà bố em là ác cảm gia đình anh. Thì bây giờ nhà em nghèo, xong nhà anh cũng nghèo nữa. Bố em bảo là hai cái nghèo lấy nhau về có mà cặp đất mà ăn à. Nhỉ, sao bố em nói gì cũng đúng nhỉ. Bao nhiêu nhà giàu có, nắm tiền nhiều quá, mà anh không rơi vào, lại rơi trúng vào nhà nghèo. Thế có đau không? Thôi, đấy là ý của bố em thôi. Chứ em thì vẫn yêu anh mà. Em mà lấy chồng thì dứt khoát là em sẽ lấy anh. Thật nhá, hay là anh với em cưới nhau đi. Cưới xong em vẫn đi học đại học được. Hay là mình lấy nhau nhỉ? À, không được anh ạ. Sao? Lấy bằng cách nào bây giờ nhỉ? Anh có cách. Cách gì đấy? Để tối về anh nghĩ nhá. Nghĩ thì nói luôn đi xem nào. Ôm người ta đi, người ta nói cho. Khốn thế chứ lại. Nói đi, ôm rồi. Phải ôm chặt hơn nữa người ta mới nói cơ. Nói luôn đi. Ôm chặt hơn nữa. Chặt nữa mới nói. Thì ôm chặt vào. Nào, ôm chặt vào. Chúng mày dám chết. Ôi giời. Chúng mày làm cái trò mèo gì nhà tao đấy hả? Trời ơi, toàn mùi nước mắm. Cắm lên. Đấy, ông trò chúng mày cả số nước mắm đấy. Ba. Trò chúng mày chim chuột ở đây à? Bố cái gì? Con Liên đi vào, thằng kia đi về. Đi về. Đi về, chúng mày chim chuột đấy. Có cái dép vào mặt mày bây giờ. À, cậu nhau mà dám lôi con gái ra mà chúng mày chim chuột đấy. Mất dạy. Nào, chị gái chim mời bác nhá. Anh em uống nhá. 1, 2, 3, vô. 2, 3, vô. 2, 3, uống. Hết nhá. Hôm qua ăn không ăn. Đấy, hôm qua ông Lạc ăn đủ. Ôi tôi chết rồi, ôi tôi chết rồi, mấy thằng kia. Em ơi đại ca, xuống ăn miếng lòng nóng hôi hổi. Đại ca mà làm miếng lòng ngon lắm. Ai cho chúng mày sáng sớm ấy ra đây uống rượu thì tí làm sao được hả? Dạ hôm qua thằng Oách cho chúng quả, bọn con mỗi đứa làm chén cho thông khí huyết, tí nữa đánh vỡ cho nó hang say. Uống ít rồi đi nhá. Đại ca hôm qua ăn đủ còn gì nữa. Con mờ chỉ có chuẩn. Đi trượt pẹ ăn hết đi, chúng con chó ở đâu? Hôm qua mày xui tao con 2-3 trượt thẳng cẳng con gì nữa. Thì con bảo đại ca là nhá, hôm qua con mơ thấy thằng Hiệp, bạn em Liên bị một bà già hiếp dâm, nam thò nữ thụt. Thằng Hiệp nó lại 2-3 tuổi, đại ca không thò, trượt nó phải. Mà hôm qua con ăn con 24, 100.000 ấy, ngọt thỉu. Con mày ăn con 24 à? Vâng. Thế cho mày cũng dặn kỹ tao. Uống ít được nhá. Này thằng Oách, ra tao. Đại ca là chỉ đạo gì con ấy? Này, hôm qua mày có mơ gì không? Hôm qua con mơ bị chó cắn. Hôm nay đại ca cứ bạch định cho con 01, ăn chặt. Chó cắn là 01 à? Chó cắn 01. Chắc không? Chắc. Thế mày cho tao mượn 5 củ. Hôm nào thằng chủ nhà nó thanh toán tiền công thợ, tao giải ngân cho mày luôn. Hôm qua vừa lấy tiền xong, con ra cửa hàng cầm đồ, mua điện thoại, thanh lý, hết rồi.
thế thì còn nói chuyện mẹ. Này, bây giờ này nhá, mày bách cho tao 3 bao xi ra cái bụi dâm bụt mọi khi. Vậy những bụi nọ này à? Ừ, những bụi nọ đây. Nhưng mà đại ca, bây giờ đũa nó mới có giá, ăn đũa ngon hơn ăn xi nhiều. Đũa là cái gì? Đũa là sắt đây. Đây này. Ừ nhỉ. Này, bây giờ nhá, mày kéo cho tao 5 đôi vứt ra cái ruộng đằng kia nhá. Rồi, 5 đôi là 10 que đấy bố ạ. 95 đôi chẳng 10 que thì là bao nhiêu que? Giời, nhà nó đổ cột 25-25. Bây giờ mỗi cột còn có 2 cây sắt. Dập bố nó nhà xong, nguy hiểm lắm, không chơi đâu. Mày bị điên à? Hả? Thằng Ngâm này, nhà nó chứ nhà mày mà mày sợ sập. Ừ, sập tao chịu. Thế bây giờ nó thiếu sắt thì tao nhồi treo thì có được không? Được. Kéo đi.